Nếu như mà cái nhà mà hướng đông nam á thì sang năm 2022 là năm Nhâm Dần thì xây hướng nhà đông nam rất là tốt. Nếu như ở đằng sau nhà bạn mà nó có một cái rãnh nước chảy á, chảy nhỏ ấy, thì có hai cách. Cách thứ nhất là do là hướng đông nam thì phương càn thì không, nguyên lý là thương phương càn mà không được thấp trũng. Nên là khi phương càn không thấp trũng thì chúng ta sẽ sử dụng cái đắp một cái đồi ở đằng sau, ta đắp theo cái hình tốt nhất đắp ngũ hành, tức là nó đắp năm cái ngọn cao, cái điểm cao nhất của bạn là cái điểm cái ngọn ở dựng giữa. Thì do là dương cơ thì chúng ta cũng cố gắng là nó khoảng cao khoảng 5-60 cm thôi, 5-60 cm thôi, xong rồi chúng ta đắp từ điểm cao xuống thấp xuống thoải dần xuống thoải dần thì nó rơi vào khoảng thì nó năm, còn nếu không thì chúng ta phải là đắp là ba ba nếu như mà cái khoảng cách ở sau nhà chúng ta mà phải bắt buộc phải xây hết đất thì không nên, chúng ta nên bớt lại đằng sau khoảng tầm 1,5 m đến 2 m thì chúng ta có thể trồng thêm một cái hàng trúc ở đằng sau ở góc của phía đông nam chẳng hạn, đúng không ạ, thì nằm ở góc của vị trí phía phía phía, phía, phía bắc ấy, thì tức là góc góc phía bắc, nếu tính từ tâm đất thì ở bên tay phải nhìn về phía sau của đất thì bên tay phải của các bạn ấy thì có thể trồng vào đó một cái cây mít ở đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chấn được. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái ngũ hành trầm hương để chúng ta thể chôn xuống 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 dưới đó để mà chúng ta tạo ra một cái sơn để mà chấn cho cái dòng suối nhỏ ở đằng sau. Và đằng nào thì ở đằng nhà thì đằng cái nhà phương, tại vì là nguyên tắc của cái nhà thì khi là cái nhà mà cái lưng nó tự ra suối thì vì là bờ suối mà nên nó sẽ dốc như thế này, thì chúng ta phải làm cái này cao lên để chúng tạo một cái giả sơn đằng sau để cái nhà nó vững là được. Ok, sang năm 22 làm được, không vấn đề gì cả, mọi thứ rất là tốt lành.